Xin đây, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chess Survival, cờ vua kết hợp với Vampire Survival thì nó sẽ ra làm sao? Nếu mà mọi người chưa biết thì Vampire Survival là một tựa game roguelike điển hình. Khi mà ta đánh quái, thu thập, nâng cấp rồi cứ thế lượm búp, rồi cứ thế lại đánh quái tiếp tục nâng cấp lượm búp. Và cái trò đấy phải công nhận là rất là nghiện. Nhưng sẽ ra sao nếu như nó chơi theo kiểu sử dụng những quân cờ để sinh tồn trong màn chơi? Nói chung là cứ nhấn play đi rồi mọi người sẽ hiểu là tự game này nó sẽ như thế nào thôi. Rồi mình chọn normal nha. Next. Ở giai đoạn đầu mình không thể mở được những cái nhân vật khác do là mình mới chơi mà, đúng không? Mình chỉ có mở được một quân cơ bản thôi, đó chính là quân Joker. Nhưng mà cờ vua thì làm gì có Joker nhỉ, mình cũng không hiểu lắm. Nhưng nó cho thì mình chọn thôi. Đây, có thể đi được theo một cái hình vuông xung quanh đấy. Rồi khi mà mình vừa lượm một cái quân lên thì nó sẽ giúp cho mình đi giống như cái quân tượng ấy. Với cả quân tốt thì mọi người cũng đã biết rồi đấy, thì quân tốt là phải tấn công chéo đúng không? Đấy, nhưng mà làm sao tấn công mình chéo được, do là mình đứng thẳng hàng với nó đấy, đánh ăn thêm điểm này. Tiếp tục, thậm chí mình có thể phóng lao để gây đam nha, chứ không phải là cứ đụng vào nó thì mới gây đam đâu. Rồi mình vừa ăn một quân hậu, mình có thể đi khắp nơi trên đây bạn, vừa nói cái có thể đi khắp nơi trên bàn cờ, nhưng mà lại bị nó tấn công rồi đó. Tấn công từ xa, quân hậu thì rất là thoải mái rồi, có thể tấn công ở mọi lúc mọi nơi. Rồi lượm mấy cái này để ăn máu cũng được. Mình đang có một cái con khá là lớn ở đây, mình nghĩ rằng con này chính là một cái phần thưởng gì đấy. Nó có chiếc chìa khóa màu vàng đấy. Nâng cấp nào, kiểu gì kiểu cũng phải đánh nó, nhưng chắc để sau đi, không dí được, chỉ được đi một nước thôi thì làm sao mà dí được kịp. Rồi lượm được một cái đồ update, layer upgrade, mình sẽ có thêm 10 dam. Cái này mình không hiểu lắm nhá. Theo như mình đọc thì là nó sẽ cho mình có những cái đường đạn bay xung quanh trong vòng 3 lượt khi di chuyển. Còn cái layer upgrade này nó là cộng 33% cái khoảng cách lượm của mình. Kỹ năng mới là Snowman Minion, mình sẽ có một thuộc hạ, đó chính là người tuyết. Cứ mỗi lần di chuyển thì là con người tuyết này sẽ ném ra những cái quả bóng tuyết ngay gần kẻ địch, khiến chúng bị đông cứng và gây một lượng đam nhỏ. Ok. Rồi, chọn tăng khả năng lượm đi. Yep. Rồi. Lượm cái hút này bạn. Đấy, tăng khả năng lượm giúp mình lượm xa hơn, giúp mình chiến đấu dễ hơn nữa. Chết, mình đã bị vây. Chạy thôi. Nhưng mà mình sắp lấy được chìa khóa rồi. Ngon. Lấy được chìa khóa là mình sẽ lấy được một cái rương. Rương này gọi là phần thưởng cổ vật. Nó sẽ cho mình những cái item. Đầu tiên đó chính là cái format hôi thối, giúp tăng 100 máu cơ bản, tăng thêm 20 máu mỗi khi mà lên level. Hoặc là mình sẽ chọn thằng đố cộng một số lượng cổ vật xuất hiện từ 3 thành 4. Tức là thay vì là xuất hiện 3 như này nhá, thì sẽ xuất hiện thành 4 cổ vật. Glow Bunching, nói chung là cộng đam đánh tay. Chọn đớt đi, vì mình nghĩ rằng về sau chắc chắn chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều cái hòm cổ vật này. Lên cấp luôn. Đấy, 4 kỹ năng này đúng không? Bốn kỹ năng. Bốn kỹ năng này vẫn như cũ thôi. Kỹ năng mới tạo ra một cơn bão tuyết trong một khoảng thời gian ngắn. Những đứa ở trong vùng bão tuyết này sẽ bị đông cứng và gây đam. Còn những cái đứa nào mà đã bị đông cứng rồi thì sẽ nhận đam gấp đôi. Hoặc là mình có thể nâng lên máu từ 370 lên 420. Mọi người biết con số này ý nghĩa là gì không? Kỹ năng khác này, Jojo. Ui rồi, con game này thề luôn. Thay vì tập trung vào cái mảng ở cờ vua với Vampire Survival thì nó lại kết hợp với rất là nhiều những cái mini game khác nhau luôn đấy. Tức là nhiều cái kỹ năng khác nhau để lên tưởng đến, ví dụ như Jojo này, hay là bóng bàn này, hay là lúc nãy là trò caro này. Kỹ năng Jojo thì khi mà xoay Jojo thì nó sẽ gây đam xung quanh cho kẻ địch thôi. Bình bong, bóng bàn, cái kỹ năng bóng bàn này thì sẽ gây đam cho những cái kẻ địch dựa vào đam cận chiến của mình. Còn mình chọn Snow đây đi, trong Snow đây có vẻ khá là ok đấy, dễ hiểu. Ôi đông cứng kìa. Đánh vào. Ôi đông cứng đúng không? Một hit là chết. Ở trên này có cái gì này? Ây ạ. Ngon, lẫn thêm máu. Ui, xuất hiện con mã này. Ê, con mã trong cờ vua rất là mạnh luôn đấy. Phải cẩn thận. Lên cấp. Mình sẽ lượm được kỹ năng gì đây? Buy Soul Tie, bắn một cái thứ gì đó vào kẻ địch gần nhất. Cờ Garo thì biết rồi, ông cờ Garo thì chưa rõ lắm. Hay là mình chọn cờ Garo thử xem nhé, để nó nghĩa là sao. Mình lại xuất hiện thêm một cái kỹ năng mới, đó chính là thuộc hạ là người ngoài hành tinh. Miêu tả của kỹ năng này nó rất là dài dòng, nhưng mà về cơ bản thì là nó sẽ xuất hiện ra một cái cánh cổng giúp cho mình teleport để gây đam gần kẻ địch. Chọn tích tắc tâu đi, cờ Garo để xem là nó như thế nào nào. Oh,
Nói chung là không có gì phức tạp lắm về cái bộ Kagaro đâu. Nó chỉ đơn giản, đó chính là bắn ra những cái X và O thôi. Khi mà mình di chuyển, một cái bia tập bắn gây một lượng đam nhỏ cho bất kỳ kẻ địch nào trong phạm vi gần. Bất cứ luôn nha. Bunai đi. Đấy, giết con lớn này lấy nhiều kinh nghiệm này. Ok này. Xong. Tiếp tục. Xuất hiện con tượng rồi đấy. Nào, di chuyển vào cái này là cái gì đây? Ui, bom. Đây là rất nhiều đam. Một cái kỹ năng mới mình vừa phát hiện ra đó chính là lane card chơi bài. Cái lá bài này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trên màn hình, gây đam cho những con quái vật đi qua. Tiếp theo đó là cái kỹ năng Jack Trap, đặt một cái bẫy trên cái đường đi. Cái bẫy này sẽ được kích hoạt khi mà một kẻ địch đi qua nó, là nó sẽ gây sát thương lên kẻ địch đấy. Nói chung là Jack Trap là một cái bẫy, mình có thể tạo bẫy ở trên đường đi. Tạo Joker đi. Ok. Lá bài Joker nó ở đâu này? Đấy, lá bài Joker ném từ trên xuống dưới nhà theo hàng dọc thì nó sẽ gây đam theo hàng dọc luôn. Đây, có bên này lấy kinh nghiệm này. Nói chung là Joker ném bài khá là ngẫu nhiên, không hoàn toàn có thể dự tính được trước đâu. Mình bị kẹt ở đây. Không sao, đã được giải thoát thành công và nâng cấp luôn. Xuất hiện một cái kỹ năng mới tên là Boomerang. Cái kỹ năng này cũng sẽ gây đam ngẫu nhiên cho những cái kẻ địch xung quanh. Nếu mà bắt được nó thì mình sẽ được tăng cái lượng đam lên thêm 50% nữa. Ném đi thôi mà bắt kiểu gì ta? Tôi chọn thử xem nào. Đây. Mình ném ra rồi nha. Và mình phải đến đúng chỗ này để bắt lại. Rồi, mình phải đến được đây mình bắt lại được này. Không bắt lại được rồi. Không bắt lại thì ta tiếp tục đi thôi. Mình này. Đấy. Con này như con vua thì phải. Này khá giống con vua chứ. Đánh con vua này lấy chìa này. Lọ nước cổ phù thủy tăng 15% hồi máu, cộng 75 máu tối đa thành 545. Hai chiếc nhẫn đá tăng thêm 45 đam, gây cho những cái kẻ địch bé hơn. Cà rốt ma thuật hồi 20 máu sau 10 thì lượt đi. Major Scala tăng thêm 50% hiệu ứng nữa. Ê, tức là nó mở rộng cái hiệu ứng của mình ấy. Mình đang mang theo khá là nhiều hiệu ứng này. Nào là cái cờ caro nha. Rồi còn cái bia nha. Của cái lá bài Joker nha. Cái boomerang nha. Nếu mà mình tăng thêm hiệu ứng, cái khoảng cách hiệu ứng nữa thì nó sẽ rất là to ấy. Chọn đi. Đấy. Rồi ôi, nhìn cái bia này. What the 50%, đúng là to thật. Đến đây để lượm lại cái boomerang. Rồi. Bá chủ rồi. Ồ, công nhận là giờ cái boomerang nó đi xa thật. Rất xa luôn ấy. Vẫn là như cũ thôi. Mình chọn cái kỹ năng thuộc hạ alien này đi. Xem dịch chuyển nó như thế nào. Đấy, đâu rồi? Dịch chuyển đâu? Không thấy đâu nhỉ? À đây, cái cổng dịch chuyển này. Dịch chuyển đến đâu? Đấy, dịch chuyển đến đâu hết? À, tự động đến đây luôn. Dù là mình có đi xa thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn có khả năng quay lại cái chỗ này. Đấy. Hơi bị bá đạo. Đấy này đất của mình gì nữa. Đâu thằng nào làm gì mình. Nói chung là cái kỹ năng mà dịch chuyển của thuộc hạ người ngoài hành tinh ấy, nó theo lượt chứ mình không được lựa chọn chỗ để dịch chuyển. Một cái kỹ năng mới đó là bong bóng. Bong bóng thì sẽ gây đam cho bất cứ kẻ địch nào ngay gần luôn. Ồ, kỹ năng tiếp theo này. Xúc sắc. Ném ra một xúc sắc bom theo một hướng ngẫu nhiên. Và cái kích thước bom là phụ thuộc vào cái số xúc sắc được tung ra. Tức là nếu mà rơi ra số 6 thì nó sẽ là cái kích thước nổ lớn nhất của cái bom xúc sắc này. Ui, được nhỉ. Zolo xúc sắc. Đấy, chọn đi. Nãy giờ con Joker này đi phèn quá. Phải lượm được một con cờ nó đi mới được. Đây. Mình lượm được con mã này. Đi đâu cũng được tùy thích luôn. Đó. Đỉnh. Ok, boomerang khá bắt khá là khó nha. Luna 5 này thấy không? Vừa nổ đấy. Máu bên này em có máu. Có bom luôn. Bùm. Tăng 50% hiệu ứng là như vậy ấy.
giết được toàn bộ kẻ địch ở gần. Nâng cấp tiếp rồi, level 9 rồi. Mình mở ra một cái kỹ năng mới nè, một cái kỹ năng gọi là lá bài khiên, có thể chặn được đam từ kẻ địch cho lần tiếp theo di chuyển luôn. Đi xuống dưới này hút một tí kinh nghiệm đi. Mình thấy góc dưới bên này có khá là nhiều kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm là những cái màu trắng nha mọi người. Ui rồi, gây ra 115 đam. Nếu mà mọi người để ý góc trên bên tay phải, đó chính là cái lượt đi còn lại của mình. Khi mà hết lượt mà mình vẫn còn sống thì chứng tỏ là mình sẽ chiến thắng ở cái màn này. Rồi bị nổ này, đôn nó số 4 là nổ. Bùm. Xuất hiện một cái kỹ năng mới này, quả bóng nảy. Nảy một cái quả bóng về phía kẻ địch ở gần với người chơi, sau đó nảy ngược lại về mình. Tức là nảy về kết kẻ địch xong rồi nảy ngược lại về mình. Nhưng quả bóng này sẽ bị phá hủy nếu như có kẻ đánh được á. Nộm cái quả bóng này xem. Để xem nó di chuyển đi. Đấy. Mình cứ chờ lâu lâu tí để cho cái quả bóng này nó nảy và với những con khác. Nhưng mà nó có thời gian hồ nha. Nảy được vài lần là nó phải đợi 3 lượt đấy. Con này bị đông cứng đấy. Lên ăn luôn. Giờ đánh mấy con lớn rồi, nhưng mấy con nhỏ đúng là minion quá. Đánh quá đã. Đấy. Xong. Ô, có cái skill gì ở phía dưới bên tay phải này. Đến lượm, đến lượm, đến lượm. Ui, skill đóng băng toàn bộ luôn. Qua được cảnh 1 rồi. Ngon, cảnh 1 hoàn tất. Đến cảnh 2 là 150 turn, tức là 150 lượt đi, hồi cho mình 100% máu luôn. Và cảnh này thì máu của kẻ địch sẽ tăng lên gấp đôi. Máu của kẻ địch nhỏ hơn cũng sẽ tăng lên thêm 33%. Máu nhá, không phải là đam nhá. Máu của kẻ địch Greater Minion Squad này là tăng về đam của những cái thuộc hạ của mình, hay là những cái búp mà chạy xung quanh mình ấy. Raven, Big Axe, cái cúc của người lùn đúng không? Nó sẽ cho mình khả năng di chuyển qua những bức tường, cộng 20 đam gây ra khi mà kết hợp được đi tại một bức tường. Tức là mình đứng gần tường thì mình sẽ càng mạnh. Reckless Ace này thì sao? Chiếc dìu thì sẽ tăng cái đam kỹ năng lên trong bức tường đi. Đi xuyên qua bức tường nghe có vẻ hay đấy. Đâu để xem nó đi được không. Ủa đi được luôn này. Mình đang ở trong bức tường này. Đấy, địch có vẻ bây giờ nó mạnh hơn ấy. Phải cẩn thận. Không được lơ là. Nổ luôn. Rồi. Đánh con ngựa này nào. Con mã chứ nhỉ. Ờ con tốt đấy. Lên cấp. Một kỹ năng mới này. Marble. Mọi người có biết Marble không? Cái là cái trò mà có cái quả bóng á. Ừ. Quả bóng này có thể đi xuyên qua kẻ địch nha. Khi mà được thảy ra gây một lượng đam nhỏ. Ok. Đâu quả bóng đâu. Đấy quả bóng đấy. Có cái quả bóng màu xanh màu vàng này nè. Đấy. Hình như có vẻ không phải là đi xuyên qua kẻ địch, mà nó sẽ bay vòng tròn quanh mình theo cái hình gọi là âm dương đấy. Khá là nhiều món để chơi phụ trợ trong quá trình mình chiến đấu. Rất tốt, rất tốt. Lượm bom vào. Xử lý nhanh nhanh. Đông cứng luôn. Tiếp tục. Xuất hiện hai con tốt bự là bự. Không là vấn đề gì hết. Tấn công luôn. Cứa trên này thì sao? Tấn công luôn. Lần này lên cấp khá là chậm, rất là ít kinh nghiệm. Rồi, level 12, cấp 12 rồi đấy. Không xuất hiện những cái kỹ năng mới, nhưng mà chúng ta có thể nâng cấp được kỹ năng đấy nhá. Đây, mình sẽ có thể nâng cấp được cái boomerang này. Từ 1 boomerang lên thành từ 2 boomerang lên thành 3 boomerang hả? Ủa, mình được nâng cấp từ khi nào vậy? Hoặc là mình có thể nâng cấp cái quả bóng này gây từ 30 đam lên 45 đam. Boomerang có phải lời hơn đấy chứ. Boomerang lên thành 3 cái. Hay là chọn cái kỹ năng mới này. Jack Trap. Như lúc trước nó nói thì đây là cái kỹ năng đặt bẫy trên cái đường mình đi. Bing bong cũng được. Bing bong gây đam cho cái kẻ địch ở xung quanh. Bing bong này. Bóng bàn. Đấy. Đâu rồi. Rồi đây, đây là lượt xuất hiện bóng bàn này. Nhìn lại. Đó, đập vào phát. Giống như là cái tâm á. Nhưng nó hơi lạ ở chỗ. Nó đánh theo hướng mình di chuyển một tí. Còn cái tâm là ngay giữa. Đánh thế này cho nó sang. Vô đối rồi gì nữa.
đâu còn ai có thể đánh lại được mình. Ấy, thế mà vẫn mất máu đấy, ảo thật. Rồi. Ở bên này nào, ít địch nhở, cảm giác nó không có được nhiều địch lắm. Nói chung là kẻ địch nó là con cờ, nên là nếu mà xuất hiện nhiều thì mình nghĩ là nó sẽ rất là loạn. Nếu như tất cả cùng một hàng thì có thể tấn công chung một chỗ ấy, nên nó loạn lắm. Ui, con này con hậu đóng băng ấy, tấn công nhanh quá, nó cứ tự bị đóng băng là mình cứ tấn công thôi. Và mình, nếu mình tấn công xong thì mình sẽ được cái giường này, nhận được 4 cổ vật mới. Laser Ring of Morting cộng 1 cho số lượng cái kỹ năng. Ví dụ như là cái màn hình cái kiếm này nè, mình bắn ra một cái không, giờ thì mình sẽ bắn ra được 2 cái, hay là cái boomerang này mình sẽ bắn ra được thêm 2 cái. Nhưng mà giảm sát thương thì phải, giảm sát thương gây ra. Minio Scalita tăng thêm 25% phạm vi hiệu ứng, ngon đấy chứ. 5 rô thì là tăng máu và tăng đam thôi, chỉ là một cái kiếm tăng đam bình thường. Minio Scalita đi, tăng hiệu ứng to hơn nữa đấy, hiệu ứng to chìm trông nó mới đã mắt đúng không. Nhìn kìa, cái hình tâm tròn kín cả màn hình rồi đấy. Mình chọn cái kỹ năng buy soul title này đi, bởi vì là mình chưa có. Nó sẽ giúp mình bắn ra một cái gì đó cần cái địch ấy, mình chưa biết, nhưng mà cứ chọn thử đi xem nó là cái gì. Đó. Nó cũng sẽ khá là giống những cái món như kiểu bóng này, hay là những cái boomerang thôi, không khác biệt gì lắm. Tất cả mọi thứ về đơn giản hiểu được là đồ tăng đam và gây đam theo phạm vi. The kill thì trông nó mô tả nó dài dòng vậy thôi, nhưng thực ra nó cũng khá là đơn giản, không có phức tạp lắm đâu. Cứ chọn những thứ bạn thích là được, nó đơn thuần là chỉ là tăng đam thôi mà. Trông màu mè lắm chữ, nhưng thực ra nó cũng bình thường. Lượm được cái đồ 500, hút cả đống kinh nghiệm lên level 14 luôn. Nâng cấp cái gì đây, nâng cấp beer hay là nâng cấp đam, tức là nâng cấp cái số lượng cái quả bóng mà bay xung quanh hình âm dương, hay là nâng cấp đam cho cái quả bóng hình âm dương, hay nâng cấp đam cho cái thuộc hạ người ngoài hành tinh có khả năng dịch chuyển. Nhưng mà cái bóng bàn nó phải mạnh hơn đấy. Bóng bàn đi, tăng cái khoảng cách hiệu ứng bóng bàn. Cái OB nhất của mình nó chính là cái tâm luôn đấy, tâm mạnh thật. Tâm này xong rồi kết hợp với cả đồ đóng băng, khi mà bọn nó bị đóng băng rồi bọn nó còn nhận thêm gấp đôi đam nữa, là quá ngon, được kết hợp hoàn hảo. Level mấy rồi? Level 14 rồi. Cố lên, đánh con vua này nào, để mình lấy. Con này không có con vua. Con này con là cái gì ấy, tượng đúng không? Đấy, để lấy cổ vật. Ngon. Qua cảnh 2 luôn. Cảnh 3 nè, cũng là 100 lượt đi. Ít hơn thì phải, lần trước là 150 mà. Lần này sẽ bổ sung thêm đam của kẻ địch gây ra hơn 25%. Máu của kẻ địch cũng tăng thêm khá. Mỗi cái 33%. Máu của mình sẽ được hồi phục 100%. Nhận phần thưởng cổ vật thôi nè. Chờ pin nhạc rau diếp à, cộng thêm 100% đam gây ra. Trời, trừ 33% máu rồi, cộng được còn trừ phần thưởng đấy hả? Cộng thêm 50 đam cho mỗi cái kỹ năng mà mình mang theo. 3 club là gì? Chỉ nói chung là tăng đam nhẹ nhẹ cho tất cả các cái thứ mình có thể gây đam, từ kỹ năng cho đến đam bình thường của bản thân. Mad Hammer là cộng 250 đam lên kẻ địch elite, có nghĩa là những cái kẻ địch nhỏ nhỏ ấy. Ủa nhỉ? Tự nhiên cái đam đột biến cho kẻ địch nhỏ nhỏ là coi như là mấy bọn nhỏ nhỏ đâu là gì đâu. Chọn đây. Ô, mà này nó xám vậy. Ôi giời ơi, mày sẽ biết nỗi sợ hãi của Joker. Cái lá cơ này như là cái lá là khiên đúng không? Tăng số lượng khiên từ 1 lên 2. Mình có thể xem cái stat nữa này. Cái chỉ số và nâng cấp tăng 22 thêm một khiên nữa đi. Đấy, giờ mình có 2 khiên rồi. Kẻ địch bây giờ cũng gây ra nhiều đam phết đấy, nhưng mà mình thì cũng thế thôi, tương đương nhau, không có gì khác biệt lắm. Ui dồi, nó dồn ạ, dồn này, không được dồn, nó gây đam liên tục luôn đấy. Màn trước còn nhẹ nhẹ, màn này nó rất là áp đảo nha. Đấy, đóng băng này, đóng băng là phải bu vào đánh liền, bởi vì khi nào đóng băng thì mình có thể gây ra đam được to hơn, mà đồng thời mình cũng không bị nhận đam, rất là thích hợp.
Ui vừa thấy gây ra 310 đam ạ. Dịch chuyển qua bên này, đánh vào con hậu, kiếm cái chìa khóa. 4 cổ vật mới nữa. Fire spare này bình thường thôi, nâng máu với nâng đam bản thân lên một tí thôi. Queen of Diamond, what? Lá gì vậy? À quy ấy hả? Cái Queen of Diamond này là nâng về máu tối đa nha. Còn cái Queen of Heart này là tăng về cái khả năng hồi máu. Ví dụ như là nếu mà mình chọn Queen of Diamond này đi, mình đi đường dài, cứ mỗi lần mình nâng cấp là thay vì mình tăng thêm 20 máu, mình có thể tăng thêm 50 máu. Nhiều chứ. Thay vì là mình chọn cộng thêm hồi 20 máu mỗi lần lên level. Elixir Minion Sweep này là tăng đam cho những cái kỹ năng. Không cần đâu. Mình sẽ nâng về Queen of Diamond đi. Mỗi lần lên cấp là mình cộng thêm 50 máu tối đa. Rồi đấy. Hồi máu thì đơn giản thôi. Chắc chắn là lượn dọc đường là kiểu gì cũng hồi được máu. Không cần phải lo lắng lắm về vụ hồi máu. Lên cấp tiếp. 15. Kỹ năng mới nè. Thuộc hạ người Rome. Triệu hồi một người Rome ở ngay gần. Khi mà kẻ địch mà vào vùng thì sẽ đánh người Rome thay vì để đánh mình. À nó giống kiểu như là, nói chung là bù nhìn ấy. Ừ, một cái bia đỡ. Vậy là mình có thêm một lớp khiên nữa đúng không? Chọn luôn, cứ kỹ năng mới mà chọn thử hết. Đây nó không đánh mình nữa, mà chuyển qua nó đi vòng tròn cái thằng người Rome này. Thằng bù nhìn ấy. Ừ. Ê tiện nhờ. Thế nha, giờ nó đâu am mình đâu, mình thích đánh gì thì đánh nhé. Đánh thằng người Rome kia hết rồi. Mở dương tiếp nào. Ôi, không biết là thằng bù nhìn đấy nó có máu không nhỉ? Nếu như nó không có máu thì chứng tỏ nó rất là OP luôn đấy. Bởi vì mình cứ thế mình farm bên ngoài thôi, chả có đứa nào tấn công được mình. Ồ, một cái kỹ năng mới. Cổ vật mới, Feather Lông Vũ. Cho phép mình di chuyển qua kẻ địch. Trước mình di chuyển được qua tường rồi nha, bây giờ mình có thể di chuyển được qua kẻ địch luôn. Ring of Fix My Angst, tăng thêm 50% máu. Cũng được đấy, nhưng mà cái feather này khá là ngon. Mình di chuyển qua được kẻ địch luôn đấy. Chọn đi. Không gì bằng tự do. Bảo vệ người Rome. Đúng vậy. Bảo vệ bằng mọi giá. Ồ, anh người Rome chết rồi. Anh bố nhìn chết rồi ạ. Quá buồn. Nói chung là mấy cái nâng cấp cơ bản thôi, toàn là nâng cấp về đam của kỹ năng hết. Mình thì mình khoái khoái cái vụ mà những cái skill gây đam xung quanh bản thân, nên là mình sẽ chọn cái quả cầu âm dương này đi. Đó, lượm thêm cái 500 nó hút vào. Đi, bọn mày tịnh đánh người Rome của tao đúng không? Đừng có mà mơ. Không ai được phép đánh vào người Rome của tao hết. Này thì này con tượng này, đánh luôn. Lượm dương, lượm dương. Mở rương cổ vật. Đây, à, đây cũng là một cái con boss. Nó giúp cho mình gây đam xung quanh. Thực ra đây là một cái tri ân của nhà làm game ấy mọi người. Cái ông Wandering này là ông có một cái kênh YouTube rất là nổi tiếng, chuyên gia đăng toàn bộ về indie game, ngày nào cũng có một video hết. Cực kỳ hay nhá. Mọi người nếu mà muốn kiếm game mới thì mọi người có thể xem thêm cái kênh này. Rồi cái kỹ năng tiếp theo là King Booty. Cái giày nhà vua. Cái Moment Coin là sao ta? Mình vẫn chưa hiểu lắm về cái Moment Coin này. Knight Blade, cái gì đó của kỵ sĩ này. Giảm 10 đam kỵ sĩ, giảm 30 máu của kỵ sĩ. Ôi, đặc thù. À, Knight là con mã đúng không? Giảm toàn bộ đam với cả máu của con mã luôn. Global Trinh, tăng đam đánh thường thôi. Ta giảm đam của con mã đi. Này nè, rồi. Nào đây. Nào mà náo nháo này. Đi qua không xin phép. À chỗ này nhộn nhịp đấy. Đóng băng nhiều nhờ. Xin luôn mấy mạ. Rồi giờ này đóng băng nhộn nhịp này. Xin luôn. Mình đi xin con đường tường này. Đấy. Đi xin con luôn. Ê. Có con này. Đấy nó cho dương này. Tiện này nâng cấp luôn ạ. Ê, xuất hiện lại cái kỹ năng thuộc hạng người tuyết này. Ngon. Kết hợp giữa cái phạm vi đóng băng kiểu kỹ năng của Elsa với cả kỹ năng của người tuyết nữa thì đam tuyết của mình phải gọi là siêu cấp luôn. Gấp mấy lần đam luôn đấy. Chọn. Mở thêm cái đường cổ vật này nữa. Một cái chest nhưng tốt hơn. Bằng việc là mình lượm chest thì sẽ hồi 100 máu. Một cây kiếm mũi kim này. Boy TN này. Team The Enchanter. Cái rương kế tiếp mà bạn mở sẽ đầy những cái cổ vật hiếm. Đủ đấy.
Hy vọng nào. Đâu, thằng nào giữ dương? Đây, ở trên này có một thằng giữ dương. Đánh luôn. Đánh luôn cho máu. Rồi, mở dương. À, vậy là con game này từ nãy giờ mình chơi mình mới biết được là nó phân cấp độ hiếm theo cái màu nền này nè. Mình tưởng được làm cảnh thôi chứ. Hóa ra là vậy à. Tap of Minion Vitality. À, tăng máu và tăng cái thời gian tồn tại của kỹ năng Tree of Club. Ba Bích à? Ba Bích bởi đi trước à? Nói chung là tăng đam các thứ, tăng nhẹ nhẹ cả ba. Cái này Greater Minion thì nói rồi, tăng đam nhẹ nhẹ cho những cái kỹ năng. Mình sẽ chọn Staff of Minion đi, bởi vì mình thấy có hồi 100% máu này. Và cái thời gian tồn tại của những cái kỹ năng nó cũng sẽ lâu hơn ấy. Đánh thiên về kỹ năng. Đấy, lần sau biết thì cứ chọn cái màu vàng mà hút. Ê, bởi vì cái đấy là hiếm. Này ngán ạ. Đánh nhẹ nhẹ mấy bọn này để lấy đệ máu đã. Không nhây được đâu. Nhưng chỗ này đóng băng nhiều quá, ngon. Ồ. Ồ, thắng rồi. Mở ra được con mới này. Phù thủy đúng không? Moment coin có nghĩa là cái thời gian di chuyển của mình ấy, tức là cái thời gian di chuyển của mình bị giảm xuống này. Bổ sung đó mình là cho mình một con mèo hay là một cái nhân vật con mèo nhỉ? Chắc là mình chơi nhân vật con mèo và khá những cái kỹ năng khác, những cái kỹ năng vàng, kỹ năng hiếm. Vậy thì đó là toàn bộ về Chess Survival. Video này sẽ có vẻ khá là ngắn nhỉ. Mình là Ihan này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.